Hello, xin chào mọi người quay trở lại với cái video nhận định cổ phiếu của em Phát nha. Đó thì ngày hôm nay là mình có thấy là những cái câu hỏi về những cái điểm mua bán cổ phiếu của anh chị về những cái cổ phiếu mà quốc dân đó, cũng như là những cái nhóm ngành. Thì ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lên một cái clip để có thể là đưa những cái góc nhìn về những cái điểm mua bán tương đối là an toàn cho chị ở trong những cái vị thế trung và dài hạn nha anh chị. Đó thì trước mắt là bây giờ cổ phiếu quốc dân mà đầu tiên mình muốn nói đến đó là cổ phiếu Hòa Phát. Thì anh chị có thể thấy là trong cái khung đồ thị tuần của Hòa Phát, hiện tại khung đồ thị tuần của Hòa Phát đang có một cái trạng thái hợp bích, và cái trạng thái hợp bích này là một cái trạng thái hợp bích giảm, có nghĩa là bây giờ Hòa Phát có thể là có một cái nhịp giảm nữa, cũng đồng với cái quan điểm mà em Phát đã chia sẻ với mọi người là thị trường sau một cái nhịp rũ nữa nó có thể là rũ nhóm cổ phiếu VN30. Thì bây giờ đối với cổ phiếu Hòa Phát thì anh chị có thể thấy là bây giờ nó đang về tới những cái vùng hỗ trợ, tuy nhiên là những cái vùng 23.5 này vẫn là chưa có thể tham gia được, tại vì chưa có một cái nhịp rũ nào xảy ra trên cái nhóm VN30 hết. Thì trước mắt bây giờ cái cổ phiếu Hòa Phát này chúng ta sẽ có một cái vùng mua anh chị, một cái vùng mua là một cái vùng đèn ở đây anh chị. Đó, bây giờ mình sẽ phóng to ra nha, tại vì trong khung đồ thị ngày thì nó đã đánh mất hết tất cả những cái hỗ trợ rồi. Thì trước mắt bây giờ nó sẽ về tới những cái vùng hỗ trợ trong khung đồ thị tuần. Đó, khung đồ thị tuần ngay ở cái vùng nền này đây anh chị. Cái vùng nền này đây. Đó, trước mắt là cái vùng nền mà nó đã đi lên rất là lâu ở quanh cái vùng 20.6 và 21. Đó, 20.6 và 21. Thì cái vùng mua để giải ngân với Hòa Phát em thấy hợp lý là nó ở cái vùng 20.6. Thì với cái điểm mua này có thể là nó sẽ về gần tới, hoặc là nó sẽ lún xuống luôn rồi nó bật lên rút chân lên. Thì đây anh chị có thể thấy là 20.6 là cái vùng hỗ trợ giao găm màu vàng trong khung tuần, là một cái khung hỗ trợ trung hạn. Có thể là Hòa Phát nó sẽ về tới đây và sẽ có những cái nhịp mà rút chân lên nha anh chị. Đó. Đó, tại vì hiện tại thì Hòa Phát nó có một cái vùng mây dày nè anh chị. Một cái vùng mây dày ở hỗ trợ ở ngay cái con giao găm này. Thì cái điểm mua này em thấy là đa số rất là an toàn. Đó, rất là an toàn, nếu mà trừ khi nào nó gãy đi mất cái vùng 20 á, cái vùng 20 á thì Hòa Phát nó mới xấu đó anh chị. Đó, mất vùng 20 thì Hòa Phát mới xấu, nếu mà đóng đến tuần đó nha anh chị. Đó, thì trước mắt bây giờ với cái trạng thái hợp bích giảm thì Hòa Phát nó có thể giảm thêm 10-15% nữa, có thể là nó sẽ về tới cái vùng giá đó cho anh chị mua. Và anh chị hãy nhớ giúp em là cổ phiếu này chúng ta chia ra nhặt nha. Đó, có thể là nhặt 30-50% trước, khi nào mà cân bằng hoặc thị trường xác nhận có tín hiệu đảo chiều tạo đáy á, Hòa Phát khi mà có những cái tín hiệu là phân kỳ á, đó hiện tại thì chưa có nha anh chị. Đó, những tín hiệu phân kỳ và hoặc là một cái cụm nến đảo chiều thì chúng ta sẽ tham gia cái phần còn lại. Đó, đây là một cổ phiếu mà em nghĩ là cũng khá là ổn về cái mặt mà anh chị đầu tư dài hạn nha, tại vì hiện tại thì trong cái giai đoạn này thì thị trường chúng ta, nền kinh tế nó đang trong giai đoạn phục hồi, thì có nghĩa là bây giờ khi mà phục hồi xây dựng bất động sản cũng giống như là xuất khẩu thì em nghĩ là Hòa Phát là một cái doanh nghiệp hàng đầu mà anh chị có thể quan tâm đến. Nó khác với cái giai đoạn trước nha, giai đoạn trước Hòa Phát chạy một nhịp tuy nhiên là nó sẽ không có phản ánh được, tại vì hiện tại là Hòa Phát nó đang có nhiều cái khó khăn về sản xuất và kinh doanh trong nước. Đó, chủ yếu là cái mảng xuất khẩu nước ngoài. Thì bây giờ hiện tại thì trong một cái giai đoạn kinh tế phục hồi, khi bất động sản xây dựng phục hồi thì khả năng những cái cổ phiếu này nó sẽ phục hồi mạnh hơn, và những cái target của Hòa Phát là có thể lên đến những cái vùng là 20-26 cho anh chị, quanh 26 ở cái nhịp mua này với những cái vị thế ngắn trung hạn vùng 26. Đó, thì khi mà thị trường tạo đáy thì những cổ phiếu blue chip sẽ trở lại đầu tiên, sau đó sẽ đến mid cap rồi mới tới penny cho anh chị. Đó, nên mình sẽ ưu tiên những cái mã cổ phiếu blue chip. Đó, thì cái cản ở trong trung và dài hạn của Hòa Phát nó vẫn ở cái vùng 28. Thì em nghĩ là khi mình đi từ cái vùng 20.6 lên tới vùng 28 là một cái lợi nhuận rất là ổn với anh chị nha. Đó, đặc biệt là một cổ phiếu Hòa Phát mà anh chị dùng, những anh chị em mà dùng margin đó, thì cũng rất là thích đúng không? Tại vì cái đà tăng của nó không nhiều, đà giảm nó không nhiều. Thì khi mà mua ở một cái vùng giá hợp lý thì chúng ta có thể canh những cái nhịp mà gia tăng margin lên mạnh mẽ hơn, nếu mà khi mà thị trường có tín hiệu tạo đáy rồi nha anh chị. Đó, thì cái cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Hoa Sen. Đó, bây giờ mình sẽ nói sang dòng cổ phiếu thép mid cap thì có thể thấy được Hoa Sen. Hiện tại thì trong cái khung đồ thị ngày thì Hoa Sen cũng tương đối giống như Hòa Phát là nó đã gãy hết những hỗ trợ rồi. Đó, thì chỉ còn về những cái vùng nền thôi anh chị.
những cái vùng nền của hoa sen thì nó sẽ nằm ở cái vùng quanh cái vùng mà 14.5 tới 15.5 anh chị. Đó, những cái vùng nền khi mà nó xác nhận vượt lên thì trước mắt bây giờ hoa sen nó đang, anh chị thấy hoa sen trong vùng thị tuần thì có thể thấy được là nó đang có một cái hỗ trợ quanh cái vùng 15.2, thì cái vùng này em nghĩ là một cái vùng khá là an toàn đối với cổ phiếu hoa sen. Thì anh chị có thể là rải ra chặt dần từ cái vùng 14.7 tới 15.2 nha anh chị. Đó, 14.7 tới 15.2 thì hiện tại thì hoa sen thì nó cũng có một cái trạng thái bắt đầu hai kiếm, bắt đầu hợp bích nha anh chị. Nó hoàn toàn nó có thể tiếp tục giảm đó. Đó thì trước mắt là như vậy. Đó, hoa sen những cái vùng này thì anh chị có thể nắm mua và nắm giữ ở cái vùng 15.2, đánh một cái nhịp target mà trung hạn, ngắn hạn thì có thể lên được những cái vùng đỉnh cũ ở những cái vùng 18.3 là 20 nè. Đó, thậm chí là nếu mà anh chị nắm giữ trung hạn thì có thể lên được những cái vùng 24 nha anh chị. Đó. Thì cái cổ phiếu hoa sen này thì chúng ta sẽ đặt một cái cắt lỗ là khi mà nó đánh mất những cái vùng 14. 14. Nếu mà hoa sen mất đi vùng 14. Đó, 14.7 tới 15.2 cho một cái lợi nhuận gần như là gấp nhiều lần anh chị. Đó. Đó, nếu đây là một cái cơ hội với những anh chị đang cầm tiền thì cái vùng mua này em nghĩ là rất là hấp dẫn với hoa sen. Thì trước mắt là bây giờ có thêm cổ phiếu là Midcap nữa là Nam Kim. Đó, Nam Kim. Nam Kim thì bây giờ nó cũng có một cái vùng mua và tương đối những cái nhóm thép, anh chị có thể thấy là cái trạng thái của nó hiện tại thì cũng tương đối giống nhau khi hai kiếm chập vào nhau. Thì Nam Kim thì cái vùng mua của nó cũng nằm ở cái vùng 15.4, ở 15 tới 15.4 nha anh chị. Đó, có nghĩa là cái giao găm màu vàng và cái vùng mây ở trong khung rồi tuần đó anh chị. Đó. Đó, để cho anh chị thấy rõ hơn nha, vùng mây và khung đồ thị tuần vàng đó. Thì đây là những cái cổ phiếu mà em nghĩ là anh chị có thể quan tâm trong cái dạng tới nha. Đó, đây là nhóm thép, với những anh chị yêu thích nhóm thép thì hãy lựa cho mình một cái cổ phiếu mà anh chị cảm thấy là tâm đắc và có thể là muốn mua trong cái dạng sau đó. Là cổ phiếu, một cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì em thấy là có thể là anh chị quan tâm tới cổ phiếu VGS. VGS thì đó là một cái cổ phiếu của sàn Hà Nội. Một cái cổ phiếu sàn Hà Nội thì em thấy là cổ phiếu này về cái mặt đồ thị này nó không đẹp lắm, nhưng mà nó về cái biên độ của nó và khi mà vừa đi có tín hiệu tạo đáy thì cái sàn Hà Nội thường nó sẽ xanh trước anh chị. Đó thì trước mắt là bây giờ những cái vùng mua ở cái cổ phiếu VGS này là ở những cái vùng 14.8, 14.5 tới 14.8 anh chị. Đó, mặc dù nó không có vùng mây đỡ ở dưới nhưng mà đây là một con dao găm trong đồ thị trung hạn và có thể là nó sẽ từ đây xuống cái mức chiết khấu đó, nó khoảng 15% nữa, 15% đúng không? Đúng rồi, 15% nữa chị. Đó, từ đây, từ cái vùng giá hiện tại tới cái vùng đó là 15% nữa. Đó, thì có thể là đây là một cổ phiếu sàn Hà Nội cho nên cái biên nó rất là lớn, có nghĩa là một cây sàn và một cái thêm một cây giảm 5% nữa anh chị. Đó, thì anh chị hãy cân đối những cái điểm mua này, xung quanh những cái điểm mua này anh chị hãy cân đối để mua được giá tốt nhất nhé. Tại vì nhiều khi nó sẽ không về đúng chính xác cái điểm đó mà nó sẽ lệch vài like, một hai like anh chị. Đó, thì trước mắt là VGS chúng ta có một cái cơ hội để nó đi lên những cái vùng 20, ở 14, 10 quanh cái vùng 15 lên 20 là cũng được 25% anh chị. Đó, 25% nha. Ô, 33%, xin lỗi, 33%. Quanh cái vùng 20 nha, 15 lên 23, 33%. Thì trước mắt là hiện tại thì đó, có thể là cái target nó sẽ nằm ở cái vùng 20 và về cái mặt trung hạn nó có thể lên, hoàn toàn có thể chinh phục được cái vùng 24 nha anh chị. Đó. Cổ phiếu bây giờ nó chiết khấu rẻ rồi, rất là rẻ rồi. Thì em nghĩ là bắt đầu giải ngân được rồi. Thì cái điểm giải ngân của nhóm cổ phiếu này thì nó sẽ ở cái vùng mà khi mà thị trường thủng qua, bắt đầu thủng qua cái vùng 1.080 là mọi người có thể là chia ra nhặt dần được rồi nha. Đó, chia ra nhặt dần dài giải ngân xuống nha anh chị. Đó, đó là những cổ phiếu mà em nghĩ là vẫn còn hỗ trợ trung hạn và em nghĩ là mọi người có thể quan tâm. Đó, trước mắt là như vậy nha anh chị. Đó thì với bốn cổ phiếu vừa rồi thì anh chị có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn của nhóm ngành thép. Và với những anh chị em đang theo dõi cái video này, nếu mà anh chị em thấy thích và cảm thấy là cái video này hữu ích cho anh chị, có thể hỗ trợ cho anh chị mua bán những cái điểm mua bán.
tốt thì có thể là ủng hộ em Phát một cái tài khoản tại công ty chứng khoán VBS, hoặc là chuyển về đồng hành cùng em Phát. Nếu mà mọi người trong cái giai đoạn vừa qua là không tìm được cái người đồng hành, cũng giống như là những cái kịch bản mà em Phát đã hỗ trợ cho mọi người là đã dự đoán cái điểm mà điều chỉnh về ở quanh cái vùng 1080, thì trong cái giai đoạn này thì cái kịch bản đó thì bây giờ nó ra đúng. Thì nếu mà mọi người chưa có người đồng hành, chưa có người tư vấn cái danh mục thiết kế, danh mục cái chu kỳ sau, thì mọi người hãy liên hệ với em Phát nha. Đó, thị trường còn, tiền còn, là chúng ta sẽ còn rất là nhiều cơ hội. Đó, cảm ơn mọi người đã xem cái video này và hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian đồng hành cùng nhau nha anh chị. Cảm ơn mọi người.